Vâng, thưa anh Chí, sau khi mà anh chụp bức này ở Vịnh Hạ Long và mang về thì cái lúc mà rửa ra và thực hiện mà để mà treo bức tranh bức ảnh nghệ thuật ở đây như vậy thì là nó mất là bao nhiêu thời gian ạ? Cái này rất là tốn công đó chị Hồng Vân, tại vì khi một cái máy này với một cái phim bản lớn như vậy, cái phi trường, những cái X-ray, cái đó là một cái vấn đề gọi là nhức đầu cho những người nhiếp ảnh như tụi tôi. Tại vì đem những cái bức phim qua những X-ray nó rất làm dễ hư phim, bởi vì chúng tôi phải bảo vệ cái phim này còn hơn là cái tánh mạng mình, tại vì chụp rất là khó. Và khi về tới bên Mỹ rồi thì bắt đầu mình rửa ra được mà một cái âm bản mà tốt, mà nó không bị hư gì đó, là mình đã thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó mình mới bắt đầu in in ấn cái việc in ấn của cái bản phim đó. Thì những cái platinum hay những cái bản bản in mà bằng bạch kim thì nó có thể là khoảng chừng 2 3 ngày thì xong, còn những cái bản in mà bằng thạch thì có thể là 5 7 ngày đó chị, cho một tấm. Chị phải đổ thạch, rồi chị phải phơi thạch, rồi chị phải làm tất cả những cái chuyện mà sắp xếp để trong đầu để mà mình chuyển một cái ảnh thạch, thì nó rất là tốn thời gian. Bởi vì một cái tấm ảnh thạch đối với người collector đó, người ta hiểu được cái quá trình chuyển ảnh thạch nên người ta trả giá rất cao. Vậy mỗi tấm ảnh này giống như là hình mình vẽ để phải không ạ? Nó là unique, tức là nó duy nhất. Nếu mà mình tái bản lại một cái tấm thứ nhì thì nó cũng không có hẳn là 100%, nó chỉ cái hình thì nó giống như vậy nhưng mà đều cái sắc thái thì nó sẽ khác một chút, cái màu nó sẽ ấm hơn hoặc là lạnh hơn phải không ạ? Dạ thưa chị, đúng như vậy, tại vì khi mà mình chuyển một cái tấm ảnh như vậy, giống như một cái độ hôm nay mình có thể là 75 độ thì cái màu nó có thể là nó lạnh, và tới mùa hè thì lên tới 80 mấy 90 độ thì cái màu nó có thể nó ấm hơn một chút. Thì cái độ nóng của cái thời tiết nó cũng gia giảm theo những cái quá trình mà những cái chất hóa học của mình xài, thì nó làm cho cái tông nó khác nhau. Hồi lúc nãy là những bức ảnh về cảnh thiên nhiên, bây giờ thì chúng ta qua bên cái tường mà có những bức ảnh về portrait là chân dung, thì thấy là chân dung nó cũng rất là có hồn, và mỗi một bức đó, Hồng Vân có cảm tưởng như là có một cái chuyện ở phía đằng sau, tức là một cái ý nghĩa nhá. Thì trước hết là xin hỏi thấy là nhiếp ảnh gia Chí Trần là có một cái niềm đam mê rất là mãnh liệt, và như hồi nãy anh nói một bức ảnh có thể thực hiện và làm xong hoàn tất từ 80 ngày cho đến là mấy tháng. Vậy thì chắc chắn là không phải là vì lý do thương mại rồi. Nhưng mà nếu mà thí dụ giống như là anh đeo đuổi cái nghề này đã trên 20 năm á, thì là vì cái đam mê, nhưng mà anh có nghĩ là muốn chia sẻ và nó gọi là phổ biến hóa cho cộng đồng hay không? Dạ thưa chị, như như mình thì lúc nào cũng là suy nghĩ tới nhiếp ảnh, thường đi những viện bảo tàng để mà coi những tấm hình nổi tiếng của những thế hệ trước, những người nổi tiếng giống như Paul Strand, Ansana Adam, những người đó chụp những cái hình gọi là iconic. Đối với lại những cái hình mà collect thì mình thấy nó có một cái nhìn rất là độc đáo, nên nó làm cho mình suy nghĩ lại tại sao người ta xài những cái máy gì và người ta xài những cái kiến gì để mà tạo những cái ảnh như vậy. Không phải là digital world hay là những cái ảnh thật là sắc bén giống như ở thế hệ bây giờ. Những cái ảnh portrait thì rất là dịu chỉ nhìn, nhưng mà nó có một cái nét, có cái hồn ở trong đó. Giống như những cái lens mà bằng đồng hồi nãy mình nói chuyện qua, thì những cái lens đó mình mới sử dụng để mình chụp những cái ảnh portrait, nó không phải là rõ lắm nhưng mà mình nhìn cái hình nó cũng có cái nét đẹp của nó, và cái nét gọi là 3D của nó. Giống như một tấm ảnh như vậy, chị thấy là chụp mà rất là khó khăn, ngay cả cái máy này kéo ra một cái bao lô dài khoảng 36 inch để mà chụp cô bé này. Những cái ảnh chị nhìn vào cặp mắt thì cái subject đã nói lên được điều gì. Cái không hẳn là cái nét là phải rõ hết, chỉ có thể chị thấy là mắt rất rõ nhưng mà bờ vai của cô rất là đẹp, tại vì những cái kiến như vậy hồi xưa họ làm bằng tay, họ mài bằng tay, nhưng cái độ nét của nó không gọi là tuyệt đối giống như digital ngay bây giờ. Và những cái này giống như là những cái mà người artist hồi xưa người làm kiến, thì cái tay người này làm khác, cái tay người kia làm khác, không có người nào làm giống người nào, thì kiến chỉ có một cái như vậy thôi, thì mình phải sưu tầm những cái kiến đó để mà tạo ra những bức ảnh chân dung giống như vậy. Qua một cái lối ảnh này cũng là một cái kiến khác để mà chụp cho portrait, thì chị thấy cái subject ngồi rất là nó rất là relax và nó nhẹ nhàng, nó không phải rõ giống như digital,
nhưng mà chị nhìn chị có thấy cái hồn ở trong đó, và cộng thêm một cái lối process của ảnh bạch kim, nó tạo cho những cái ảnh này mình nhìn thấy rất là classic, và mình nhìn mình thấy nó có cái hồn ở trong đó. Cái màu sắc mình cũng là chọn ra để mà cho nó hợp với lại cái lối tạo ảnh đó. Qua tới cái hình này là cái hình này chụp với lại một cái lens mà Cook làm ở England năm 1971. Cái lens này cân nặng 35-40 pound. Thì cái lens này họ có đặc biệt của nó, và chỉ có 102 trên thế giới là làm cho một người photographer. Người này là bạn của ông Edward Weston. Edward Weston là nổi tiếng thời thời đó, và ngay bây giờ nếu mà ai mà biết qua nhiếp ảnh thì là biết tới ông Edward Weston, là một cái người được respect trong giới large format. Thì cái lens này chị nhìn chị thấy một cái chủ đề giống như là mắt của ổng rất là sống động, mắt và râu có hai cái chiều sâu khác nhau, mà digital có thể là rõ tất cả đều rõ hoặc là mờ một cái section nào, nhưng mà cái lens này có chỗ mờ và chỗ rõ, giống như cái hàm râu của ổng chị nhìn chị thấy có cộng rõ và có cộng mờ, tại vì cái lens người ta làm bằng tay, người ta mài cái element nó bằng tay, mỗi cái element nó không có đều giống như là ngay bây giờ cái thời đại digital làm. Còn nếu mà ăn rửa thì là phải là một loại giấy như vậy hay là giấy lắng cũng được ạ? Đối với bạch kim bản thì mình rửa bằng cái giấy này, nó kêu là giấy watercolor, giấy những cái giấy mà mình gọi là sơn để mà vẽ sơn nước. Dạ. Thì mình phủ cái lớp bạch kim vào rồi mình mới expo và mình rửa cái ảnh trên cái giấy watercolor. Giấy watercolor này 100% là cotton. Nó sẽ không bao giờ nó bị vàng theo thời gian, hay là UV có thể ảnh hưởng tới nó. Tại giấy này rất là tốt. Và giấy này nó tốt hơn cả giấy photographic, tại vì nó là 100% bằng cotton. Trong cộng đồng Việt Nam thì không có được phổ biến cái technique này. Hồi nãy giờ đó thì thấy cái đam mê của anh trong cái lúc mà nói về nghệ thuật, ảnh nghệ thuật này. Nhưng mà Hồng Vân thấy là những bức này toàn là đề là not for sale. Thì là chắc chắn là anh làm việc này là vì đam mê phải không ạ? Chứ anh không muốn làm thương mại phổ biến à? Dạ, đúng như vậy chị Hồng Vân. Làm theo lối như vậy thì thật sự là đam mê. Tại vì nói chung thì đối với lại ảnh trắng đen phổ thông, khi mà mình in bạc thì rất rất ít người đã theo về lối trắng đen in bằng bạc. Ngay cả thời điểm bây giờ cũng rất ít người. So với lại in bạc, ảnh bằng bạch kim nó khó hơn gấp 5 lần so với ảnh bạc. Và ảnh bằng thạch nó khó hơn gấp 10 lần so với ảnh bằng bạch kim. Thì tới một cái mức độ mà làm ảnh như vậy thì nó đòi hỏi mình phải có cái kiến thức về hóa học, kiến thức về kiến, những cái đó là những cái căn bản. Và cái thật sự cái mà đặc biệt nhất là cái khéo léo của bàn tay mình để mà làm những cái ảnh như vậy. Vâng, thưa anh chị, ở đây Hồng Vân thấy là có rất là nhiều máy, mà những máy này rất là nặng. Vậy thì tự hỏi là mỗi lần mà anh đi chụp hình ở ngoài field đó, đi ở ngoại cảnh đó, là anh phải vác theo những cái máy này chắc cũng phải mấy chục pounds phải không ạ? Dạ thưa chị, đúng. Nếu mà xài những cái máy như vậy, mình phải có, thứ nhất là mình phải đi gym để tập, để có cái lưng rồi chắc để mà cõng mấy cái máy. Và mấy cái máy này trung bình thì khoảng chừng 15-20 pound so với một cái format này. Cái máy này là làm của Colton năm 1860. Vâng, và anh còn dùng máy này để chụp bây giờ không ạ? Dạ, máy này là những cái máy mà để mình đi field camera, để mình chụp những cái máy này. Thì cái khổ của nó là 11-14. Và nó nhỏ và gọn so với những cái máy studio cho portrait ở ngoài sau này. Nó cũng là same format nhưng mà nó bự và cồng kềnh hơn nhiều.